Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay kênh Cây Thuốc Quanh Nhà sẽ chia sẻ cho các bạn top 5 cây thuốc nam gần gũi trị bệnh hiệu quả trong dân gian. Kháng sinh ngày nay đã trở thành một loại thuốc được sử dụng rộng rãi. Tuy nhiên, việc lạm dụng kháng sinh gây ra hiện tượng kháng thuốc cùng nhiều tác hại khác. Trong khi đó, quanh ta có rất nhiều cây thuốc nam quý hiếm mà chưa được khai thác và sử dụng đúng đắn. Có rất nhiều cây thuốc vừa trang trí vừa có tác dụng chữa bệnh hàng ngày. Không chỉ vậy, có rất nhiều bài thuốc từ những cây thuốc nam còn có tác dụng giúp chữa bệnh hiệu quả các căn bệnh nguy hiểm, dùng như bổ sung thêm hương vị cho món ăn, rất tốt cho sức khỏe. Sau đây là các cây thuốc nam thông dụng có tác dụng chữa bệnh hiệu quả mà bạn có thể tham khảo. Thứ nhất, cây mã đề. Mã đề là một loại cây mọc hoang rất nhiều vào cuối xuân sang hè. Dân gian thường hay sử dụng mã đề để nấu canh cùng với một số loại dầu khác. Không chỉ vậy, cây mã đề còn là một loại vị thảo dược vô cùng tuyệt vời. Tác dụng chữa bệnh của cây mã đề giúp con người chữa lành vết thương bằng cơ chế hút thải độc, rất tốt cho hệ hô hấp, tiêu hóa. Lá và hạt cây mã đề có tác dụng chữa lành các tổn thương và giảm sưng, viêm trong hệ tiêu hóa. Đặc biệt, hạt mã đề là một vị thuốc hữu ích giúp bạn duy trì một hệ tiêu hóa sạch sẽ bởi khả năng hoạt động giống như chất xơ pilium, giúp hấp thụ các chất độc hại còn tích tụ. Không chỉ trong đông y mà ngay cả nền y học hiện đại cũng đã thừa nhận rằng cây mã đề là một vị thuốc tự nhiên có tác dụng làm lòng đờm, giảm đau, ho, viêm mũi, viêm phế quản nhẹ và nhiều bệnh đường hô hấp khác rất hiệu quả. Sở dĩ như vậy là vì cây này có chứa khá nhiều các chất silica có khả năng tiêu sạch chất nhầy, từ đó làm giảm sự tắc nghẽn bên trong đường hô hấp, không chỉ chữa lành các vết thương hiệu quả. Đặc tính làm xe của cây mã đề còn được sử dụng trong việc xoa dịu cảm giác đau và chữa lành bệnh trĩ, ngăn ngừa chảy máu do trĩ và bệnh viêm bàng quang. Mùa hè người ta thường hay phơi khô, nấu làm nước uống cùng với dâu ngô và rau má để giải nhiệt, lợi tiểu. Thứ hai là cây bạc hà. Cây bạc hà là một loại cây rất dễ trồng, có thể dâm bằng cành nơi đất ẩm. Đây là một loại cây và là vị thuốc rất phổ thông ở nước ta, dùng cả trong đông y và tây y. Tính chất của bạc hà theo tài liệu cổ ghi như sau: vị cay, mát không độc, vào hai kinh phế và can, có tác dụng tán phong nhiệt, ra mồ hôi, giảm uất, làm thuốc thanh lương, dùng chữa cảm nắng, trúng thử, đau bụng, bụng đầy, chứng ăn không tiêu. Tác dụng chữa bệnh của cây bạc hà. Bạc hà là một vị thuốc thơm, dùng làm thuốc thơm, dễ uống, có tác dụng làm ra mồ hôi, hạ sốt, dùng chữa cảm sốt, cảm mạo, mũi ngạt, đầu nhức, giúp cho sự tiêu hóa, chữa kém ăn, ăn uống không tiêu, đau bụng đi ngoài. Tinh dầu bạc hà và metola dùng làm thuốc sát trùng, xoa bóp nơi sưng đau, sưng khớp xương, thái dương khi đầu nhức. Bạc hà là một vị thuốc chữa loét dạ dày, làm giảm bài tiết dịch vị và giảm đau. Vị cay có thể làm dịu cơn hen suyễn bằng cách ngửi. Tinh dầu bạc hà tự nhiên giúp thư giãn các cơ gây co thắt bụng, làm giảm tình trạng đau bụng đến 40%. Phụ nữ có thai thì nên thận trọng khi dùng vì rất có thể dẫn đến sảy thai. Thứ ba, cây đinh lăng. Đinh lăng hay cây gỏi cá, nam dương sâm là một loại cây nhỏ thuộc chi đinh lăng, họ cuồng cuồng. Cây được trồng làm cảnh hay làm thuốc trong y học cổ truyền, là một loại cây rất gần gũi với cuộc sống, nhiều gia đình trồng làm cảnh. Theo y học cổ truyền, rễ đinh lăng có vị ngọt, hơi đắng, tính mát, có tác dụng thông huyết mạch, bồi bổ khí huyết. Lá có vị đắng, tính mát, có tác dụng giải độc thức ăn, chống dị ứng, chữa ho ra máu, tiết lị. Tác dụng chữa bệnh của cây đinh lăng, tất cả các bộ phận của cây đinh lăng đều có thể chế biến thành thuốc, từ thân, cành, lá cho đến toàn bộ rễ và vỏ cây từ 3 năm tuổi trở lên đều được dùng làm thuốc. Rễ làm thuốc, bổ, lợi tiểu, cơ thể suy nhược, gầy yếu. Lá chữa cảm sốt, giã nát, đắp chữa mụn nhọt, sừng tấy. Thân và cành chữa tê thấp, đau lưng, chữa các bệnh liên quan đến tiêu hóa, bệnh thận, có tác dụng lợi sữa, da mồ hôi trộm. Ngoài đinh lăng còn có công dụng cho người mệt mỏi, không muốn hoạt động. Rễ củ đinh lăng thái mỏng 15g, đun sôi 15 phút với 300ml nước, chia uống 2-3 lần trong ngày. Thứ tư, cây thì là hay thìa là một loại cây lấy lá làm gia vị và lấy hạt làm thuốc, được sử dụng rất phổ biến ở châu Á và vùng Địa Trung Hải. Ở Việt Nam, thì là thường dùng làm gia vị trong chế biến các món từ cá. Trong đông y, thì là một loại thuốc rất thông dụng. Theo Nam Dược Thần Hiệu, hạt thì là vị cay, tính ấm, không độc, điều hòa món ăn, bổ thận, mạnh tỳ, tiêu chướng,
Chị đau bụng, mụn nhọt sừng tấy, mất ngủ và đau răng. Các nhà khoa học Ấn Độ còn phát hiện ra rằng chất limoni trong cây thì là hoạt động tương tự kháng sinh, giúp tiêu diệt vi khuẩn đường ruột có hại như E. coli. Tác dụng chữa bệnh của thì là chữa táo bón, rửa sạch một nắm lá tươi, vắt lấy nước uống hoặc lấy một núm hạt, sắc lấy nước uống, chữa mụn nhọt, sừng tấy, giã nát với một ít bột nghệ đắp lên chỗ sừng tấy hoặc mụn nhọt, chữa hồi miệng, nhai 5-7 hạt thì là mỗi ngày, chữa rối loạn kinh nguyệt, uống nước ép lá thì là và lá cần tây theo tỷ lệ 4-1, uống 3 lần trong ngày, giúp lợi sữa, nấu canh hoặc hãm hạt thì là, uống thay trà, chữa huyết áp cao, sờ vữa động mạch, lấy 5g hạt thì là, giã nhỏ, sắc lấy nước uống trong ngày, liên tục nhiều ngày sẽ làm giảm cholesterol trong máu. Thứ 5, cỏ nhọ nồi. Cỏ nhọ nồi còn có tên là cỏ mực, sở dĩ có tên như vậy có lẽ là do đặc điểm của cây, mỗi khi vỏ nát, cây có nước đen như mực hoặc như nhọ nồi. Vào mùa hè, cỏ nhọ nồi mọc hoang rất nhiều dọc đồng ruộng Việt Nam. Đồng y còn gọi là liên thảo. Phần thân cây có màu nâu nhạt hoặc hơi đỏ tía, lá có răng cưa cạn hoặc không có, với hai mặt đều có lông. Chiều dài phiến lá khoảng 2,5cm x 1,2cm. Hoa có màu trắng, mặc thành đầu ở kẽ lá hoặc đầu cành, là loại hoa lưỡng tính, bên trong và hoa cái bên ngoài. Quả có 3 cạnh màu đen dài với đầu cụt. Đặc trưng của loại cây này đó là tất cả các bộ phận của chúng đều có thể sử dụng làm thuốc được từ thân, lá, rễ và quả. Có thể sử dụng chúng dùng tươi hoặc phơi khô để dùng dần. Trong đông y, đây là loại cây có vị ngọt, đắng nhẹ, tính lương an toàn đối với cơ thể, nên có thể chữa được rất nhiều loại bệnh hàng ngày. Tác dụng chữa bệnh của cỏ nhọ nồi. Cây cỏ mực trị ho, các bệnh hô hấp như ho hen, ho lao, viêm họng, họng sưng tấy, nuốt bị đau. Cây cỏ mực hạ sốt, đặc biệt an toàn trong trường hợp trẻ em hoặc bà bầu không sử dụng kháng sinh được. Cỏ mực có tác dụng cầm máu, chữa bệnh trĩ, dòng kinh. Đối với các vết thương chảy máu, có thể dùng trực tiếp cỏ mực tươi, giã nhuyễn đắp lên vết thương để cầm máu nhanh chóng. Cây cỏ mực trị mụn, bệnh ngoài da, chữa gan nhiễm mỡ. Cây cỏ mực có thể chữa suy thận ở giai đoạn đầu, dùng cỏ mực và đỗ đen để hỗ trợ chữa trị bệnh. Trên đây là những kiến thức thực tế mà kênh Cây Thuốc Quanh Nhà đã tìm hiểu và chia sẻ cho các bạn. Hy vọng các bạn thấy hữu ích thì chia sẻ cho mọi người cùng biết và ủng hộ kênh bằng cách đăng ký. Cảm ơn tất cả các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.